Rồi, rồi. Quay đây rồi ông ta. Ủa cái này có được quay không em? Quay lại thấy hay hay quay quảng cáo. Cái hai giờ đi. Cảm ơn em. Ủa bây tụi em hay đi vậy không ta? Dạ, lâu lâu mới đi. Lâu lâu mới đi hả? Thấy hay hay nên quay lại á. Là anh cũng hay quay báo xanh lắm. Anh cũng quay báo xanh mà quay mấy clip rồi đó. Ủa tụi em chỉ ra đây trên đường rồi bắt điêu thôi hả? Hay điêu nào nữa không? Chỉ đi diễu hành á. À. À. Bánh hóa xanh đi diễu hành là con xe cũng xịn quá ha. Ủa xe này xe của mình hay xe bánh hóa xanh luôn em? Xe mình á hả? Cái này ngày đi tiếng không ta? Ủa cái này khai trương chủ nhật mới khai trương, mai mới khai trương hả? Mai khai trương. À. Khai trương 3 ngày, chủ nhật thứ 2 thứ 3. Khuyến mãi 3 ngày á hả? Dạ. À. Thấy 6 quả trứng nhiều có 6.000 à nên thấy hay thì quay. Cái này cho anh Tờ coi thử rồi. Dạ, chờ em gửi anh. À. Cái bánh hoa xanh nữa hay quảng cáo quá ha. Em đang quay YouTube quay tại anh làm mấy clip báo xanh rồi. Dứt đó. Đây 11 sạc 5 quách điêu. Đây 11 sạc 5 quách điêu hả? Đúng rồi. À. Mấy đứa em cũng làm ở đó luôn hả? Thấy đông nhân viên quá ha. Mình nói đâu luôn. À, bye bye em. Quay đi theo chứ.